cô đơn hôm nay trên đường phố năm nào con đường xưa vô tình nhận từng bước chân qua hàng cây xanh tươi màu nhưng hồn ta sao héo hon ôi đôi mắt cay vì niềm vui hay nỗi thương ta đi xôn xao trong tim khi nhìn thấy khung trời quê hương ta đây rồi mà sao nghe xa xôi những ánh mắt ơ thờ nhận chìm ta trong bơ vơ Sài Gòn ta vẫn đợi nhưng hồn xưa đã phai mờ. Thưa bạn, Sài Gòn ta vẫn đợi nhưng hồn xưa đã phai mờ. Đúng như tâm trạng của lời hát, tôi về đây trong buổi chiều đang ngả dần về tối vào những ngày cuối năm. Sài Gòn tưng bừng trong hoa đèn rực rỡ. Tôi đi trên công trường Lam Sơn ngày cũ, nhưng cảnh và người đã đổi thay. Bao nhiêu lớp người đã lớn lên, đã hoàn toàn không biết gì đến cái thời Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Thưa bạn, công tâm mà nói, Sài Gòn của chúng ta lúc nào cũng đẹp. Có xấu chăng là những con người mà cách cư xử không văn hóa. Trên một đất nước mà mỗi một con phố nhỏ cũng dựng biển phố văn hóa. Gió lồng lộng từ bờ sông thổi về. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Cũng một chiều gần tối như thế này, tôi đã đứng tại đây trên công trường Lam Sơn này. Cũng buổi chiều cuối năm. Đứng tại Sài Gòn mà tôi lại mơ về một Sài Gòn xưa. Dạp chiếu bóng Rex đây rồi, và phim cuối cùng tôi được coi tại đây là The Screaming Target, trước khi Sài Gòn đứt phim, đổi chủ, và tất cả chúng ta đã trở thành những Screaming Target. Sài Gòn đang tưng bừng đón xuân, nhưng trong lòng tôi vẫn cái cảm giác bâng khuâng khôn tả. Tôi có chờ đâu, có đợi đâu, đem chi xuân lại, gợi thêm sầu. Lúc ấy, mùa hè đỏ lửa cũng vừa qua, và sạc ly cũng lui vào quá khứ. Nhìn về phía Quốc hội, nơi có pho tượng hai người lính thủy quân lục chiến. Phải và trái dựng những tấm hình của những người đã vị quốc phong thân. Trong đó có chân dung của cố đại tá Nguyễn Đình Bảo, người ở lại Sạc Ly. Ngày ấy tôi đã muốn khóc khi nghe từ quán nhạc phía đường Nguyễn Huệ phát lên ca khúc với bức chân dung trên công viên buồn. Chúng tôi đi trên đường Hoa Nguyễn Huệ lần cuối, vì mai đây con đường này sẽ không còn nữa, sẽ được đào xới lên để làm bến đậu cho dự án Metro. Những gì ta thấy ngày hôm nay sẽ chỉ còn trong dĩ vãng. Đổi thay là lẽ đương nhiên của cuộc sống, nhưng tại sao tại những nước văn minh người ta không phá bỏ những gì mình đang có, chỉ tân trang, hoàn thiện hơn, để vẫn còn giữ được những giá trị xưa, những cái đã tạo nên một tấm hồn cho thành phố cũ. Chúc mừng năm mới, rồi năm mới cũng trở thành cũ đi khi các bạn nhìn những hình ảnh này trên truyền hình. Duy chỉ có những gì mà chúng ta trân quý của một Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, thì đã và sẽ bị những ông bà,
không có một chút gì kinh nghiệm về quản lý đô thị, xóa bỏ một cách không thương tiếc. Những người đi giữa chiến tranh bây giờ hầu hết đã nằm xuống, kẻ từ lâu trên khắp bốn vùng chiến thuật, kẻ gần đây nơi đất khách quê người. Mình tôi về đây còn có dịp chào vĩnh biệt cái thương xá đã đi vào trái tim của những người miền Nam qua bài hát của Trần Thiện Thanh. Ai đó đã trưng lên tấm biển Goodbye Tax, không phải là tạm biệt đâu, đáng lẽ phải ghi là Farewell, vĩnh biệt, vì chỉ còn ít ngày nữa thôi là vĩnh biệt, chia xa cùng Tax. Tắc ngày xưa 324 từng lầu nhỉ, tôi cũng không nhớ rõ, lúc đó chỉ lên quanh tại từng trệt và lầu 2, nơi có những cửa hàng bán ban nhạc. Tất cả hàng hóa đều phải bán nhanh cho hết, vì bạn hàng chỉ có 30 ngày để dọn đi. Nói theo kiểu bây giờ là giải phóng mặt bằng. Ôi, hai cái chữ giải phóng đó đã làm khốn khổ biết bao nhiêu người. Riêng cái cầu thang này chắc chắn là còn lại từ những ngày nguyên thủy, với những bậc thang cần đá hoa và những tay vịn bằng đồng, có những phù điêu tạc hình con gà trống Le Coq Gaulois của Pháp. Đây là lần cuối tôi nhìn lại cái cầu thang này, trước khi nó vĩnh viễn chìm sâu vào dĩ vãng. Anh Việt Kiều trung niên tóc bạc, loay hoay kịp cười giúp chụp ảnh để lưu giữ phút giây sẽ không còn nữa. Cô bé này ít tuổi lắm, nhưng cô cũng trầm ngâm nghĩ đến một ngày không còn được vào đây nữa. Sài Gòn trên áo người tuổi trẻ, Sài Gòn trên kiểu tóc, trên áo dài, trên những pho tượng mỹ nghệ được giới thiệu với du khách thế giới. Chứ không ai nói tới những cô gái Sài Gòn đi tày đạn, chỉ có trong óc tưởng tượng của ông nhạc sĩ nào đó ngồi nơi xó rừng nghĩ chuyện viễn vông. Bà cụ già tóc bạc da mồi, có phải chăng cụ là một trong những thiếu nữ năm xưa của một thời thanh lịch? Cụ ngồi nhớ gì? Có phải cái thời giờ này em vào quán nước nơi chúng ta thường gặp, rồi bập bùng tâm trí trên từng đợt sóng lao sao? Chắc cụ đã và đang nghĩ tới một người đi giữa chiến tranh. Chinh chiến tàn lụi đã lâu, và người đi không một lần trở lại, để người thiếu nữ xuân thì ngày trước giờ đây tàn tạ úa tàn. Bên cạnh đấy, những thiếu nữ của Sài Gòn bây giờ cũng tranh nhau chụp tấm hình lưu niệm với cái thương xá lừng danh một thời. Chúng tôi đang trở lại con đường Duy Tân phía sau nhà thờ Đức Bà.
con đường có biết bao nhiêu kỷ niệm của một thời sinh viên. Đường Duy Tân ngày cận Tết đã trở thành phố ông đồ để cho những ông đồ trẻ bán chữ, không phải là của Thánh Hiền nhưng là thư pháp. Dung nhan anh khóa trẻ này hơi đặc biệt. Hỏi kỹ mới biết thầy là sinh viên mới hạ sơn từ miền phố núi, dòng dõi họ Y. Thời chúng tôi là sinh viên, những người trẻ này còn là hạt bụi giữa không gian. Đây là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất Sài Gòn ngày nay. Nhưng tôi vẫn thấy một cái gì lạc điệu trong việc thiết kế đô thị bây giờ. Hơn 40 năm trời trước, tôi cũng ngồi đây cùng bạn bè, ngắm người đi bát phố. Trước mặt, phía bên kia đường, là Nha Lộ Vận. Tiệm kem này ngày ấy có tên là Mai Hương, nằm ngay góc đường Pasteur và Lê Lợi. Đường Lê Lợi vẫn đông người qua lại, nhưng sao nhìn hoài chẳng thấy có ai quen. Trong nắng ấm giữa bầu trời Sài Gòn, một ngày mùa xuân mà lòng mình chưa thấy. Góc bên kia đường là Cinema Casino Sài Gòn. Quyết không tha lũ côn đồ. Phim này chiếu vào khoảng năm 1970. Ngày ấy còn có đoàn thanh niên trừ gian, toán bài trừ du đáng. Bây giờ cướp giật đầy đường, cướp đêm đã ngán, cướp ngày còn kinh hơn nữa. Cô thiếu nữ này ngang nhiên đi trên phố, vai khoác chiếc ba lô có in hình cờ hiệp Trung Quốc Mỹ Châu. Nghĩ cũng thật lạ đời. Những gì xua đuổi đà phá trước đây, giờ đây lại giơ tay đón lấy, trang trọng gọi là hữu nghị. Bạn còn nhận ra chốn này không? Đó là Bùng Binh ngã 6 đường Võ Tánh và Lê Văn Duyệt. Chỗ này ngày trước là nơi tụ tập của những quán hàng rong. Chiều chiều, dân Sài Gòn thường ra đây hóng gió và ăn những quả vặt và uống la dê. Đồ nhậu thì có nghêu, sò, ốc, hến đứng trên than hồng. Phía bên kia đường là chỗ bán xe gắn máy cũ cũng như mới. 67-68 là thời điểm xe Honda nhập về Việt Nam nhiều nhất. Những xe ấy đến ngày nay vẫn còn chạy, đặc biệt là vùng quê dùng làm xe thồ. Con đường này ngày mới di cư vào Nam còn gọi là Fre Louis. Fre Louis là Louis Gobert, người sáng lập ra trường Tabe, bây giờ đổi tên là Trần Đại Nghĩa. Trước mặt ta là hẻm 69, phía bên tay mặt, nơi tiệm bán quần áo, trước năm 1975 là tiệm phở 79. 79, đường Võ Tánh Sài Gòn, nổi tiếng cùng thời với phở Tàu Bay, Lý Thái Tổ, phở Công Lý, phở Quyền và phở Dậu. Tại Nam Cali cũng có nhiều tiệm phở 79, nhưng không biết có liên hệ với tiệm 79 Tiên Khởi này hay không. Phía bên kia đường, đối diện với phở 79 là pharmacy Võ Tánh của ông dược sĩ họ Dương. Giáo xứ gọi là Chợ Đũi, nhà thờ thì là Huyện Sĩ. Đó là do tên của người đã dâng hiến thánh đường này. Ông tên chính là Lê Phát Đạt, người giàu nhất Sài Gòn thời bấy giờ,
nên trong dân gian mới có câu nhất sĩ, nhì phương, tam sưởng, tứ định. Ông cũng là ông ngoại của hoàng hậu Nam Phương, vợ của vua Bảo Đại. Huyện là tước danh dự, chứ chưa bao giờ ông làm chi huyện cả, và sĩ là tên thật của ông hồi còn bé. Nhà thờ được khởi công xây dựng từ năm 1902, đến năm 1905 thì mới xong, trên một khuôn viên đất rộng trên một mẫu. Nhà thờ có chiều dài 40 mét, chia làm 4 gian theo cung cách Gothic. Tuy được xây cách đây trên 100 năm, nhưng đến nay vẫn vững bền và thoáng mát. Ngày mới di cư vào Nam, chúng tôi thường đến khuôn viên nhà thờ này những buổi trưa hè chơi đùa và tránh nắng. Bên tay trái có tượng bán thân của ông bà huyện sĩ, và mộ của ông bà được chôn sau cung thánh của ngôi nhà thờ này.